Hello Út Khờ, con xin chào quý vị khán giả, con chào mọi người trước. Rồi cái thứ hai thì chào các em nhỏ. Thì vụ việc gần đây hôm nay Út Khờ con xin chia sẻ là vụ việc hôm nay gần đây á, đó chính là kênh Thơ Nguyễn. Kênh Thơ Nguyễn là chỉ dành cho trẻ em thôi mọi người. Chỉ dành làm những video đó, vui chơi, nấu ăn, dã ngoại, du lịch, đồ gì dành cho trẻ em thôi. Đó, ai cũng biết đến là 7-8 triệu subscribe. Đó, thưa mọi người, thì ngày hôm nay cũng mắc cái lỗi là chơi dùng cái con búp bê gì đó, con búp bê mà không phải là Kuma Thông, mà con búp bê đó đó, rồi chỉ đăng 60 giây trên TikTok. Đăng 60 giây trên TikTok, xin vía học giỏi gì đó, đăng trên TikTok chứ không phải đăng trên YouTube, mà đăng lên TikTok xin vía học giỏi 60 giây đó thì nên gây cái phản ứng trái chiều là tuyên truyền cho mấy các em nhỏ học mê tín dị đoan là xin vía học giỏi đó, xin vía học giỏi. Còn 60 giây tiếp theo là video là giải thích là các em phải chăm học mới được, chứ không có thể nào mà xin vía học được, tại vì là trên TikTok thì chỉ đăng được 60 giây thôi, còn trên YouTube thì mình có thể đăng được nhiều, nhưng mà đăng có mấy giây nó gây tranh chấp hiểu lầm là cái video của chị Thơ Nguyễn là gây hiểu lầm là tuyên truyền mê tín dị đoan. Bởi vì vậy mà mấy ngày hôm nay lụp xụp lùng xùng trên cộng đồng mạng là chị Thơ Nguyễn rất là buồn, chị Thơ Nguyễn rất là buồn, anh Tiểu Bảo Thúi cũng rất là buồn. Bên cạnh người ta đã nói rồi, người ta lên xin lỗi, người ta đăng video giải thích là không có phải là gây sự chú ý, tại vì nó chia hai phần ra nên không ai biết, mà mọi người biết cái công sức người ta dành, người ta đã sống, người ta đã tâm huyết dành cho các em nhỏ, các trẻ nhỏ đó, người ta đăng lên với những video rất là bổ ích cho các em sau một ngày làm việc vất vả và đi học. Sau một ngày đi học đó mọi người có thể đi vô coi cái kênh Thơ Nguyễn, người ta cũng vui. Có đâu bây giờ người ta bắt lỗi mọi người coi, còn có những cái thành phần mấy con đổn lì, mấy cái con mà thành phần đứng ở ngoài sau mà ném đá giấu tay, mà hại người ta vô bình luận thế này thế kia, vô bình luận cho mắc kênh đi, tuyên truyền truyền bá cho các em nhỏ, cho ngựa các em nhỏ làm theo. Ồ, ghen ăn tức ở cái gì con hỏi mọi người nè, trong khi cả mấy năm chờ nay người ta cống hiến, người ta làm video nào á mọi người, video nào cũng hay, cũng dành cho các em nhỏ từ lớp học cấp 1, cấp 2 lên cấp 3, lên đại học lên gì á. Đó, người ta chẳng nhớ về cái Thơ Nguyễn. Còn mấy cái con tù tam tụ ngủ tụ lại một chỗ, đang bình luận người ta hạm, ghét người ta làm chi? Người ta làm sai có một chút xíu à. Mà con nói với quý vị khán giả là ôm một cái con búp bê đó, rồi cứ đùa giỡn với con búp bê đó, rồi đăng lên TikTok rồi nói xin vía học giỏi học gì đó. Nhưng mà video tiếp theo là người ta giải thích là các em ơi đừng có là xin vía xin gì hết trơn. Cái ý nghĩa là các em học là tự tấm lòng, tự ở trong lòng của mình học, cái trí tuệ của mình thông minh mình sẽ được học giỏi, chứ không có được cầu khẳng xin vía gì mới học giỏi. Cái ý nghĩa của người ta như vậy đó, ta đăng lên, ví dụ bà chị Thơ người ta sai phải không cô chú anh chị em, người ta sai người ta lên cộng đồng mạng người ta xin lỗi, người ta đã trình bày, người ta giải thích rồi, đã chia sẻ lên cho các em nhỏ hiểu là cái ý nghĩa rồi. Vậy mà nó tụ lại một hình, nó bình luận nguyên một loạt vậy nè, bình luận luôn nguyên một loạt mấy cái video á chị Thơ Nguyễn ta xóa rồi, mà vẫn copy lại, lấy lại rồi đăng lên trên mạng, rồi á comment bình luận bình gì, bình luận dùng gì, dọc cái cây là tao sọt à, nghe tao sọt vô trong mà. Còn hỏi quý vị khán giả, đứng có đâu á, cái chị Thơ Nguyễn này người ta cũng có tiền, ví dụ người ta có tiền YouTube, người ta làm được nhiều người coi, người ta làm á cô chú anh chị em, người ta cũng đi từ thiện, người ta cũng đi từ thiện, đi giúp phát quà phát gì đó, người ta có tiền người ta cũng đi làm những việc thiện đó, sao không thấy sao. Có một video mà người ta mắc sai lầm mà mọi người coi mà đi vô công kích người ta, chị Thơ này nói lời này nói lời kia nói lời nọ, chừng nào á mày làm như vậy á mày được ý nghĩa mày hãy làm, còn không thì thôi rồi để yên cho người ta bình luận thế này thế kia thế nọ, tù tam tụ ngũ là một chay tao sọt à nghe. Đã nói
thì cũng giống như là trên báo chí đã chia sẻ, đã mời chị Thơ đến cơ quan gặp công an gì đó giải trình cái sự việc, thì không biết cái sự việc như thế nào, nhưng mà anh Tiểu Bảo Thúi đó, mọi người, bạn của chị Thơ đã đăng trên đoạn video ngắn là đã ẩn hết tất cả video, đã ẩn hết trơn trên trang nhà của người ta, ẩn hết video nào cũng đã ẩn hết rồi, tắt kiếm tiền luôn. Bây giờ còn có cái video giải trình hai cái à, đăng trên kênh nhà có hai cái à, người ta sẽ ngừng hoạt động tại vì buồn. Thấy chị Thơ Nguyễn khóc sưng con mắt luôn, khóc sưng con mắt luôn, bởi vì trong tình trạng này người ta rất là khủng hoảng, giống như là rất là buồn đó mọi người, cái giống như một cái cú sốc như vậy đó mọi người. Mấy là ngừng đoạn video và anh Tiểu Bảo đã nói là tạm biệt đó mọi người, đăng trên cộng đồng mạng. Người ta thấy, người ta không phải thấy người ta gơ xuống một cái vực thẳm, thấy một người ta mắc cái lỗi nào rồi ùn vô bình luận chê bai người ta thế này thế kia. Mình sống ở đời á, mình phải có cái tâm của một con người của chúng ta là phải có một cái tâm. Khi thấy người ta một cái điều gì đó, mình phải xem sự vật sự việc như thế nào, rồi mình hãy phán xét, mình hãy chỉ trích người ta. Ví dụ trong cái quá khứ hay là cái điều gì đó người ta sợ làm không tốt thì mình nói, còn cái này người ta tạo ra một cái sân chơi, tạo ra những cái video đi du lịch đi gì quay lên cho các em coi, nấu ăn nấu uống cái gì người ta cũng review đăng lên cho các em, có tiền rồi người ta cũng đi làm từ việc thiện. Tại vì người ta mắc cái lỗi đó đó, mắc cái lỗi cái con Kuma Thông gì đó. Bởi vì cái con đó đó, đăng cái con đó lên, bởi vì giờ người ta cái kênh ẩn hết video rồi và tắt kiếm tiền hết. Là người trong tâm trạng của người ta đã, người ta buồn rồi, phải không mọi người, cô chú coi, người ta đang buồn rồi. Có đâu mà bình luận vô mà bình luận mà phỉ báng người ta nói này nói kia, đăng video đó lên truyền bá mê tín dị đoan, không ngờ này không ngờ kia. Một lần nữa cũng hy vọng quý và phụ huynh có con em nhỏ xem trên kênh Thơ Nguyễn, thì mong quý phụ huynh cũng quan hỷ cho cái kênh Thơ Nguyễn này của đã làm ra đi mọi người. Xin hãy quan hỷ cho Thơ Nguyễn đi, giống như cả quá trình người ta tuổi thơ đã cống hiến biết bao nhiêu là video rồi. Là tại vì mắc cái lỗi đó một chút thôi, xin mọi người quan hỷ đừng có chỉ trích, mong phụ huynh, quý phụ huynh quan hỷ, chỉ mong như vậy thôi. Còn mấy cái con thành phần tù tam tụ ngũ thì phải ngưng lại, đừng có mà đỡ người ta sơ hở như vậy rồi bình luận nói những điều khó nghe làm người ta tổn thương. Bởi vì vậy mà Út Hợi xin chia sẻ với tất cả mọi người, cũng chia sẻ cái nỗi buồn này đến với các em. Út Hợi cũng biết là các em cũng rất là buồn, tại vì kể cả Út Khờ cũng coi cái kênh Thơ Nguyễn từ nhỏ nữa. Lúc nhỏ đó mình có quay video giờ đâu cũng coi cái chị Thơ Nguyễn này nè, cũng làm cắt nhà chòi, cắt nhà cắt này cái kia cũng thích. Út Khờ cũng coi, cũng là một fan hâm mộ của chị Thơ Nguyễn, cũng coi chị Thơ Nguyễn trên kênh. Bởi vì vậy mà ngày hôm nay trên những dòng bình luận tiêu cực của những người ác ý thì bên cạnh đó có những bình luận rất là chia sẻ một điều đau lòng, đó chính là các em nhỏ cũng bình luận vào chia sẻ kêu chị Thơ Nguyễn quay trở lại làm video. Chị ơi đừng buồn nữa, chị ơi đừng khóc nữa, em cũng rất là buồn, em cũng rất là nhớ chị. Rất là nhiều những comment, những bình luận để chia sẻ với chị Thơ Nguyễn. Nhưng các em ơi, bây giờ là trong cái tình trạng chị Thơ Nguyễn rất là buồn, nói chung là Út Khờ cũng rất buồn, các em cũng rất buồn. Cũng hy vọng một ngày nào đó chị Thơ Nguyễn cũng trở lại, cũng đăng video, cũng làm những trở lại những video hay bổ ích lại cho các em và cho cộng đồng mạng xem. Bây giờ chúng ta cũng chỉ biết chia sẻ cái nỗi buồn đó cùng chị Thơ Nguyễn mà thôi nha các em. Còn những cái con thành phần tù tam tụ ngũ thì phải ngưng lại, không có được bình luận, không có được mà chỉ trích người ta. Mình sống mình đừng có gieo những gì tổn thương cho người ta nghe. Chia sẻ bấy lâu thôi, với cái con nó không có là tao lấy cái cây này tao đâm mà tao thọt à nghe. Mình sống làm người mình phải có đạo đức, với thấy người ta làm sai mà người ta đi xin lỗi một điều gì đó thì không có được bình luận chỉ trích cho người ta. Tao thọt à. Chào mọi người nha mọi người, nói bao nhiêu thôi.